Kính thưa quý khán giả, những ngày gần đây, tình hình Trung Đông trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhất là sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas. Liệu rằng những hành động đáp trả qua lại giữa các bên có đẩy Iran và Israel, hai quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất khu vực, vào cuộc chiến công khai tổng lực hay không? Đây chính là tiêu điểm được chúng tôi phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý khác. Nhật Bản thiếu hụt gạo nghiêm trọng. Mỹ lại đâm đơn kiện TikTok. Thưa quý khán giả, trong khi Iran thề trả đũa việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô nước này ngày 31 tháng 7, thì chính quyền Israel cũng tuyên bố đã chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng đáp trả. Đồng minh của quốc gia này là Mỹ lập tức điều động thêm tàu chiến và chiến đấu cơ đến Trung Đông, sẵn sàng hỗ trợ Tel Aviv. Ông Haniyeh là lãnh đạo thứ hai của các nhánh quân sự được Iran hậu thuẫn bị ám sát trong những ngày gần đây. Trước đó, Israel xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công vào Beirut, Lebanon ngày 30 tháng 7, giết chết chỉ huy quân sự cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah. Cái chết của Haniyeh là một cú đánh mạnh vào Hamas khi loại đi một nhân vật công khai nhất đứng đầu các chiến dịch chính trị của nước này. Trong một thông báo, Hamas cáo buộc Israel nhắm vào ông Haniyeh và các cảnh vệ của ông trong một cuộc tấn công vào nơi ông đang ở tại Tehran sau khi ông tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran ngày 30 tháng 7. Vụ sát hại diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng ở Trung Đông với những cuộc đối đầu leo thang giữa Israel và Hezbollah đe dọa lan rộng thành một cuộc chiến rộng hơn trong khu vực và trong bối cảnh Hamas tiếp tục giao tranh với quân đội Israel ở Gaza. Musa Abu Mazouk, một thành viên thuộc cơ quan chính trị của Hamas, nhận định cái chết của ông Haniyeh sẽ không trôi qua vô ích, trong khi lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với Israel để trả đũa cho vụ việc. Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm 2023 và sau đó là cuộc đổ bộ của Israel lên Gaza, Iran và Israel đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể đối với nhau, vạch ra những lằn ranh rõ trong cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai nước. Cả Iran và Israel đều không muốn leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến tranh toàn diện có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực. Thay vào đó, hai nước tìm cách phô trương sức mạnh để tránh tỏ ra yếu đuối nhưng không gây ra xung đột lớn. Điều này đã được thấy trong vụ đại sứ quán Iran ở Syria bị tấn công vào hồi tháng 4, giết chết các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran. Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trực tiếp vào Israel. Cuộc tấn công dường như được cố ý thiết kế để không gây ra thương vong lớn hoặc là gây hại cho Israel. Lâu nay, Iran chủ yếu dựa vào các đồng minh khu vực gồm Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và các nhóm chiến binh ủy nhiệm ở Syria và Iraq để duy trì áp lực lên Israel khi cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn. Ngược lại, Israel đã theo đuổi một chiến lược kép. Phản ứng mạnh mẽ với các đồng minh của Iran và đối đầu trực tiếp với Iran bằng các cuộc tấn công có mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Vụ ám sát ông Haniyeh sẽ đòi hỏi sự trả đũa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng trả thù cho cái chết của lãnh đạo Hamas là trách nhiệm của Iran. Theo chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông Mamouri, hành động trả đũa của Iran sẽ không leo thang thành một cuộc chiến tranh công khai. Chính sách đối ngoại của Iran đã áp dụng mức độ thực dụng cao, tính toán cẩn thận các hành động của quân đội và tránh bất cứ điều gì có thể phát động một cuộc chiến tranh tốn kém với những tác động về kinh tế, chính trị và an ninh. Điều này không có nghĩa là sẽ không có phản ứng mạnh mẽ từ phía Iran. Các đồng minh của Iran, đặc biệt là Hezbollah, có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel, vượt xa những gì họ đã thể hiện cho đến nay. Iran mới đây đã bầu ra một chính phủ ôn hòa mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Ông Pezeshkian đã nói rằng ông muốn ưu tiên cải cách chính sách đối ngoại của Iran để tạo ra một môi trường thân thiện hơn trong khu vực. Điều này có thể mở đường cho mối quan hệ tốt hơn với các cường quốc phương Tây, đặc biệt là với Mỹ. Tuy nhiên, vụ ám sát ông Haniyeh đã tạo ra một tình huống bấp bênh cho chính phủ của ông Pezeshkian, bởi chính phủ mới của Iran phải cân bằng giữa việc phản ứng mạnh mẽ vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát và mong muốn theo đuổi cải cách ngoại giao và kinh tế. Theo chuyên gia Mamouri, tình huống này có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát xảy ra ngay tại thủ đô Tehran, buộc chính phủ Iran phải đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Thứ hai, những người Iran có quan điểm cứng rắn sẽ tăng cường chỉ trích chính phủ của ông Pezeshkian, đặt câu hỏi về chính sách hòa giải với phương Tây.
họ sẽ lập luận rằng các chính sách như vậy không hiệu quả và ủng hộ lập trường đối đầu hơn, do đó làm suy yếu chương trình cải cách chính phủ mới của Iran. Cho đến nay, Israel không thừa nhận đã thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh, nhưng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể coi đây là một chiến thắng về mặt chiến thuật. Điều đó tiếp tục thể hiện khả năng của Israel trong việc nhắm vào các đối thủ cấp cao. Israel đã xác nhận rằng họ đã, hoặc được cho là đã, loại bỏ các nhà lãnh đạo khác của Hamas như phó lãnh đạo chính trị Salat al-Hariri và phó lãnh đạo các hoạt động quân sự Marwan Issa. Israel cũng nhận trách nhiệm giết chết ông Fuad Shuk, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, trong một cuộc không kích vào Lebanon. Ngày 1 tháng 8, quân đội Israel cũng tuyên bố rằng chỉ huy quân sự Hamas Mohammad Deif đã bị giết trong một cuộc không kích vào tháng trước ở Gaza. Thế nhưng, nếu xét đến tầm quan trọng của ông Haniyeh đối với Hamas và thực tế vụ ám sát diễn ra tại Iran, vụ việc đi kèm với những rủi ro về cuộc chiến tổng lực giữa Iran và Israel gia tăng đáng kể. Quay trở lại với điểm nóng ở dải Gaza, vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát gần như chắc chắn sẽ cản trở các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Điều này sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực đảm bảo việc thả con tin còn lại của Israel. Trước đó, những rạn nứt cũng bắt đầu xuất hiện giữa các nhà lãnh đạo quân sự và chính phủ Israel về cuộc chiến ở Gaza. Trong bối cảnh này, vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát khó có thể đoàn kết người Israel. Thay vào đó, nó có thể làm trầm trọng thêm những chia rẽ hiện có, đặc biệt nếu nó dẫn đến nhiều xung đột hơn. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, Nhật Bản đang phải chịu cảnh thiếu gạo do các vấn đề về chất lượng bắt nguồn từ đợt nắng nóng năm ngoái, đã dẫn đến tình trạng phân phối bị giảm. Hiện một số siêu thị đã hạn chế việc mua gạo để ngăn chặn tình trạng mua hàng hoảng loạn và giá cả cũng tăng vọt do nhu cầu ăn uống bên ngoài tăng lên nhờ sự phục hồi của ngành du lịch. Vụ thu hoạch lúa năm nay cũng được lo ngại sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng, gây lo ngại cho cả người sản xuất và tiêu dùng. Hiromichi Akiba, chủ tịch chuỗi siêu thị cỡ trung Akidai, cho biết đây là lần đầu tiên gạo trở nên khan hiếm như vậy kể từ cuộc bạo loạn gạo thời Heisei, ám chỉ đến tình trạng thiếu gạo xảy ra vào năm 1993 do mùa hè lạnh giá và mùa màng thất bát. Cửa hàng chính của Akidai tại Nerima World, Tokyo gần đây đã giới hạn lượng gạo mua vào, chỉ còn một mặt hàng cho mỗi khách hàng trong bối cảnh giá gạo liên tục tăng, khiến nhiều khách hàng lo lắng. Mặc dù sản lượng thu hoạch năm 2023 ngang bằng với những năm trước, nhưng nhiệt độ cao đã khiến hạt gạo có vỏ ngoài bị đục hoặc vỡ thành từng mảnh, buộc khối lượng phân phối phải giảm. Mới đây, một siêu thị lớn đã hủy đợt bán gạo đặc biệt kể từ tháng trước do thiếu hàng, trong khi một siêu thị khác đã tăng giá gạo trong tháng này từ 10 đến 20% so với tháng trước. Lãnh đạo một công ty bán buôn gạo lớn cho biết, việc tiêu thụ thực phẩm Nhật Bản ngày càng tăng trong bối cảnh lượng khách du lịch đến nước này tăng đột biến cũng là một yếu tố đẩy giá lên cao. Ito Semetan, một cửa hàng gạo ở quận Nakano, Tokyo, đang từ chối đơn đặt hàng gạo từ các nhà hàng mới do lượng gạo tồn kho cạn kiệt vì giá thu mua tăng. Chủ cửa hàng Takeo Ito cho biết tình trạng thiếu hụt dự kiến sẽ được giải quyết vào tháng tới khi việc phân phối gạo mới được thu hoạch trong năm nay bắt đầu được thực hiện nghiêm túc, nhưng giá thu mua khó có thể giảm. Theo dữ liệu giá sản xuất gạo sơ bộ tháng 6 do Bộ Nông nghiệp Nhật Bản công bố vào ngày 16 tháng 7, giá gạo lứt bao 60kg tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, lên 15.865 yên, tương đương 2,68 triệu Việt Nam đồng, mức cao nhất trong khoảng 11 năm trở lại đây. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết TikTok đã vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Theo đó, các dịch vụ dành cho trẻ em phải có sự đồng ý của phụ huynh để thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện TikTok và công ty mẹ ByteDance vào ngày 2 tháng 8 vì không bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên ứng dụng mạng xã hội. Chính phủ cho biết TikTok đã vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Theo đó, các dịch vụ dành cho trẻ em phải có sự đồng ý của phụ huynh để thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Nền tảng video ngắn do Trung Quốc sở hữu này tự hào có khoảng 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ và hiện đang đấu tranh với luật mới sẽ buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ trước ngày 19 tháng 1 hoặc phải đối mặt với lệnh cấm. Vụ kiện là hành động mới nhất của Hoa Kỳ chống lại TikTok và công ty mẹ tại Trung Quốc vì lo ngại công ty này thu thập không đúng cách một lượng lớn dữ liệu về người Mỹ cho chính phủ Trung Quốc, đồng thời tác động đến nội dung theo cách có thể gây hại cho người Mỹ.
Vụ kiện có sự tham gia của Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết mục đích của vụ kiện là chấm dứt các cuộc xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em trên quy mô lớn bất hợp pháp của TikTok. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.